Chào mừng các em đến với kênh Tiểu học Channel. Các em thân mến, ở tiết kể chuyện hôm nay, chúng ta cùng nhau thực hành nhìn tranh và kể câu chuyện Con chó nhà hàng xóm. Các em lắng nghe cô kể chuyện nhé. Bé rất thích chó, nhưng nhà bé không nuôi con nào. Bé đành chơi với Cuốn Bông, con chó của bác hàng xóm. Bé và Cuốn Bông thường nhảy nhót tung tăng khắp vườn. Một hôm, mãi chạy, bé vấp phải một khúc gỗ và ngã đau, không đứng dậy được. Bé khóc, Cuốn nhìn bé rồi chạy đi tìm người giúp. Vết thương khá nặng nên bé phải bó bột, nằm bất động trên giường. Bạn bè thay nhau đến thăm, kể chuyện, mang quà cho bé. Nhưng khi các bạn về, bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi, con muốn mẹ giúp gì nào? Con nhớ Cuốn, mẹ ạ. Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cuốn sang chơi với bé. Bé và Cuốn càng thân thiết. Cuốn mang cho bé, khi thì tờ báo, khi thì con búp bê. Thỉnh thoảng, Cuốn lại muốn chạy nhảy, nô đùa. Nhưng con vật thông minh hiểu rằng, chưa đến lúc chạy đi chơi được. Ngày tháo bột đã đến, bác sĩ hài lòng vì vết thương của bé đã lành hẳn. Nhìn bé vuốt ve Cuốn, bác sĩ hiểu chính Cuốn đã giúp bé mau lành. Theo Thúy Hà, câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy tiếp tục like và subscribe kênh Tiểu học Channel để được lắng nghe những câu chuyện tiếp theo các em nhé. Bên cạnh đó, các em có thể truy cập vào fanpage Tiểu học Channel và để lại lời nhắn, đề xuất những câu chuyện, những bài học mà các em muốn được xem trên kênh Tiểu học Channel. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!